Kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, trong báo cáo mới nhất công bố hôm qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu năm nay và năm tới nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ, nhưng khu vực sử dụng đồng euro eurozone chỉ tăng nhẹ. Theo dự báo của OECD, kinh tế toàn cầu trong năm nay duy trì mức tăng trưởng 3,1% như năm ngoái và tăng 3,2% trong năm tới, trong báo cáo hồi tháng 2 năm 2024, các dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm tới ở các mức tương ứng 2,9% và 3%. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng đà phục hồi không đồng đều giữa các khu vực, khi lạm phát và lãi suất giảm với tốc độ khác nhau và sự cần thiết trong việc giảm thâm hụt ngân sách, nợ cũng có sự khác biệt. Kinh tế Mỹ được dự báo tăng 2,6%, kinh tế Trung Quốc tăng 4,9% trong năm 2024. Tuy nhiên, OECD dự báo tăng trưởng của Eurozone chỉ đạt 0,7%, dù đã tăng so với mức 0,6% theo dự báo trước đó. Các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Liên minh châu Âu hôm qua đã gặp nhau tại thủ đô Paris của Pháp để thảo luận về an ninh kinh tế. Hai bên thống nhất tìm cách giảm phụ thuộc quá mức vào một số nước trong mặt hàng chất bán dẫn và các hàng hóa khác. Ngoại trưởng Kami Yoko cùng Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Saito Ken tại phía Nhật Bản gặp Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Vandis Dombrovski tại Paris. Các quan chức hai bên bày tỏ lo ngại về việc phụ thuộc vào các nước như Trung Quốc trong các nguồn hàng hóa chiến lược, bao gồm chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Họ cũng nhận thấy một số công ty gây tràn ngập thị trường với những sản phẩm rẻ tiền. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và các cơ quan quản lý hàng đầu khác của Mỹ đang triển khai kế hoạch mang tính bước ngoặt nhằm khiến các ngân hàng lớn nắm giữ nhiều vốn hơn, bất chấp lời kêu gọi hủy bỏ kế hoạch này của một số người. Theo đề xuất của các cơ quan quản lý vào tháng 7 năm 2023, các ngân hàng lớn nhất của Mỹ sẽ phải đối mặt với mức tăng khoảng 19% về lượng vốn mà họ phải nắm giữ để chống thua lỗ. Trong đó, những tổ chức cho vay có tài sản chỉ cần tăng thêm 5%. Theo những nguồn quen thuộc với vấn đề này, các quan chức chủ chốt đã quyết định điều chỉnh đề xuất ban đầu thay vì bắt đầu lại và một số người trong số họ đang nỗ lực hoàn thiện nó ngay sau tháng 8 tới. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang chuẩn bị thay đổi chiến dịch du lịch để ổn định thị trường. Theo bà Somshadi Chikchong, tổng cục phó phụ trách tiếp thị nội địa, thời tiết nắng nóng đã khiến người dân nước này ngại đi du lịch, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều người tránh các địa điểm ngoài trời để kết cầu thu nhập, cho các nhà khai thác địa phương đang bị mất doanh thu do thời tiết. Tổng cục Du lịch Thái Lan có kế hoạch thúc đẩy các hoạt động phù hợp hơn vào buổi sáng, buổi tối và ban đêm, chẳng hạn như chạy bộ, chèo thuyền hoặc ngắm sao. Theo bà Somrari, tổng cục cũng có kế hoạch cải thiện thị trường trong mùa mưa. Hãng năng lượng Shell có trụ sở chính tại Vương quốc Anh hôm qua công bố báo cáo kinh doanh quý đầu tiên của năm nay, theo đó lợi nhuận đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ, trong một tuyên bố, giám đốc điều hành qua En Sawan cho biết, Shell đã có thêm một quý hoạt động hiệu quả và tài chính mạnh mẽ, thể hiện sự tập trung liên tục của mình vào việc mang lại nhiều giá trị hơn với ít lượng khí thải hơn. Các bộ phận hóa chất và sản phẩm của Shell bao gồm lọc dầu và kinh doanh dầu mỏ đã ghi nhận mức thu nhập được điều chỉnh tăng hơn gấp 3 lần so với quý tư năm 2023 lên 2,8 tỷ đô la Mỹ, Giám đốc tài chính Sines Gosman nói với báo giới rằng giao dịch sản phẩm dầu tinh luyện tăng trưởng do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ. Hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản hôm qua đã công bố báo cáo kết quả hoạt động trong năm tài chính 2023 kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Báo cáo cho thấy doanh thu và lợi nhuận ròng công ty tăng mạnh. Báo cáo cho biết doanh thu của Japan Airlines trong năm tài chính 2023 đạt 10,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1% so với một năm trước. Lợi nhuận ròng của công ty đạt khoảng 621 triệu đô la Mỹ, tăng 2,7 lần so với năm tài chính 2022. Japan Airlines cho biết nguyên nhân của sự tăng trưởng nhanh chóng này là do sự phục hồi của ngành du lịch và nhu cầu đi lại mạnh mẽ, với số lượng hành khách của hãng đạt khoảng 68% của mức trước đại dịch và doanh thu từ hành khách quốc tế tăng gấp 1,5 so với năm tài chính 2022. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ, một trong những thước đo chứng khoán toàn cầu tăng trong phiên hôm qua, sau khi chủ tịch của dự trữ liên bang Mỹ Fed, Jeremy Powell cho biết ông đang nghiêng về quan điểm ôn hòa. Tại Phú Wall, chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức tăng vững chắc trong đó chỉ số Dow Jones tăng 0,85%, S&P 500 tăng 0,91% và Nasdaq tăng 1,51%. Các chỉ số chính tăng sau khi Chủ tịch Fed nói rằng mặc dù các chỉ số lạm phát gần đây có nghĩa là các quan chức ngân hàng trung ương có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để cảm thấy thoải mái rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm, nhưng việc tăng lãi suất cũng khó có thể xảy ra. Phản ứng trước tuyên bố này của Phó Chủ tịch Fed Roger Ferguson cho biết Ông ấy đã nêu quan điểm và tôi nghĩ khả năng không có sự cắt giảm nào là 50-50, tùy thuộc vào dữ liệu sắp tới. Ông Ferguson đồng thời cho rằng giới chức Fed đã đúng khi ra hiệu rằng họ nhận thức được lạm phát đang gia tăng hơn dự kiến, ông nói: "Tôi nghĩ ông ấy đã đúng khi nói rằng công việc chính của Fed là lạm phát và kiểm soát nó và thật khó khăn, tôi nghĩ khó có khả năng tăng lãi suất ở giai đoạn này." Các nhà giao dịch đã liên tục thu hẹp thời gian và số lần hạ lãi suất trong năm nay của Fed. Hồi đầu năm, giới đầu tư dự báo đợt hạ lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3, nhưng hiện họ cho rằng có hơn 60% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất, ít nhất 0,25% vào tháng 9. Giải thích về lý do thị trường quan tâm tới chính sách lãi suất của Fed, ông Doris Markey, chủ tịch kim giám đốc đầu tư của công ty quản lý đầu tư Broadleaf Partner ở Mỹ cho biết, Việc xem xét phép sẽ làm gì cũng giống như việc đi gặp nhà sĩ. Không ai muốn đến nhà sĩ, thế nhưng nhà sĩ sẽ giải quyết mọi vấn đề mà chiếc răng của bạn mắc phải, sau đó họ điều trị và bạn ra ngoài. Thế là xong. Tâm lý của các nhà giao dịch trên phố Wall phiên hôm qua cũng ít nhiều ảnh hưởng, bởi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt và hiện họ đang chờ đợi dữ liệu bản lương của chính phủ dự kiến được công bố vào hôm nay. Ông Rob Havos, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank West Management ở Seattle, nhận định báo cáo bản lương của người lao động là báo cáo quan trọng. Nó sẽ góp phần giúp phép nhìn nhận thực trạng nền kinh tế và đưa ra hành động tiếp theo. Giá dầu ít thay đổi trong phiên hôm qua sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, mất điểm sau dữ liệu thị trường lao động Mỹ. Cụ thể, dầu thô Mỹ giảm 0,06%, còn 78,95 đô la Mỹ một thùng và dầu ren ổn định ở mức 83,67 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,28% trong ngày. Giá vàng giảm phiên hôm qua khi giới giao dịch tập trung vào khả năng Fed có thể duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài. Trước phiên hôm qua, hợp đồng vàng giao ngay giảm khoảng 11,5 đô la Mỹ một ao xuống 2.306,69 đô la Mỹ một ounce hợp đồng vàng giảm khoảng 23 đô la Mỹ một ao xuống 2.309,6 đô la Mỹ một ao. Thưa quý vị, ở châu Âu, nếu một thanh niên ở độ tuổi từ 16 đến 29 không có việc làm, không được đào tạo bài bản, sẽ được xếp vào nhóm NEET. Theo dữ liệu của Liên minh châu Âu, các yếu tố như thu nhập gia đình thấp và hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể làm tăng nguy cơ một thanh niên trở thành NEET để giúp những người này, giới chức EU coi việc đưa họ đi học tập và làm việc ở nước ngoài là giải pháp và đã vạch ra chương trình mang tên mục tiêu học hỏi làm chủ đạt được gọi tắt là ALMA. ALMA được xây dựng dựa trên sáng kiến hòa nhập xã hội được Đức triển khai từ năm 2008 và được thí nghiệm từ năm 2022 tại 15 nước. ALMA cung cấp kinh nghiệm chuyên môn cho những NEET có hoàn cảnh khó khăn dưới 30 tuổi ở nước ngoài. Trong số những người tham gia ALMA có Hatay Fahen và Jasmine Simba Kanya đến từ Đức. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hatay, 20 tuổi, dành 2 tháng ở Versailles của Ý để tập trung vào triển vọng của mình. Cô cho biết, Tôi kết bạn với những người bạn Ý và biết một ngôn ngữ mới. Tôi thích làm việc ở khách sạn và học được nhiều điều trong công việc của mình. Bây giờ tôi cảm thấy tự do hơn, tự tin hơn. Nhờ trải nghiệm chuyên nghiệp và hòa nhập văn hóa, Hatai hiện đã vạch ra một kế hoạch nghề nghiệp với sự hỗ trợ của những người cố vấn. Nghề nghiệp mơ ước của tôi là một ngày nào đó đi học để trở thành bác sĩ. Vâng, tôi sẽ phải vượt qua kỳ thi để bắt đầu sự nghiệp của mình. Còn Jasmine đã đến Hy Lạp với sự trợ giúp của ALMA. Hai năm trước cũng rất khả quan. Cô cho biết, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi đã đi đến bãi biển gặp gỡ những người mới và trải nghiệm một nền văn hóa hoàn toàn mới. Jasmine đã tìm được việc làm tại một nhà hàng khách sạn ở Hy Lạp và kết luận rằng cô cảm thấy được hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia ALMA. Bây giờ tôi cởi mở hơn và can đảm để thay đổi. Tôi sẵn sàng thay đổi. Sau trải nghiệm này, tôi đăng ký khóa học thiết kế tại một trường cao đẳng chuyên ngành truyền thông và được chấp nhận. Tổng cộng gần 11 tỷ euro đã được đầu tư vào chương trình ALMA của EU và Đức là một trong 15 quốc gia tham gia. Bà Andries Mojaru là giám đốc dự án của PRE INIS, tổ chức phi chính phủ điều phối chương trình ở Reslinhhausen của Đức để phát thảo cách những người tham gia chương trình học cách quản lý tiền của chính họ và trở nên độc lập hơn. Những người tham gia ALMA được theo dõi trong 4 tháng khi họ quay trở lại và theo Mojaru, kết quả đã nói lên tất cả, bà cho biết. Trong nhóm gần nhất mà chúng tôi theo dõi, hơn 50% tìm được việc làm hoặc được nhận vào một chương trình giáo dục hoặc đào tạo quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin từ điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai xin chào và hẹn gặp lại.